Whatever xin đón chào quý vị đang đến với game show Bí ẩn song sinh. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và sẽ được phát sóng vào lúc 17 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và ngày hôm nay sẽ là một ngày rất thú vị bởi vì hai cặp đã từng giành được chiến thắng cùng với Bí ẩn song sinh sẽ một lần nữa quay trở lại đây. Bên cạnh đó không thể thiếu được sự góp mặt của một nghệ sĩ khách mời, và đây là một cây hài rất là duyên dáng dễ thương, chính là nghệ sĩ Lâm Thắng. Xin mời. Dạ yeah! Anh Hoàng. À, anh đây. Anh kêu em phải không? Thắng hả? Anh dạ. Anh uống trà sữa hả? Sao kêu em? Nè, menu luôn đem sẵn luôn anh. Trời đất ơi, tận dụng bán trà sữa gì luôn hả? Trời ơi, mọi lúc mọi nơi anh. Dạ, anh uống gì bây giờ nè? Bây giờ từ từ, ủng hộ nha, ủng hộ nha, nể tình lắm nha. Bây giờ anh uống sữa hay lấy sữa hay không sữa? Trà sữa phải có sữa chứ. À, hai em quên là lấy sữa đúng không? Bây giờ anh lấy theo tỷ số nào? Đá banh hả? Đây tỷ số. Em quên luôn. Tỷ lệ. Tỷ lệ bây giờ nó có nhiều tỷ lệ lắm. Nè, tỷ lệ là coi như 5 năm nè. Coi như là 37 nè. 64 nè. Có tỷ lệ 19 nè. Trời, 19 chắc uống chắc lời lắm rồi. Thôi cho 19 đi, nghe lạ đó. Chắc chắc một... sữa nhiều lắm đúng không? Sữa nhiều dạ. Sữa nhiều không? Một giọt sữa. Một giọt sữa. Dạ dạ. Vậy uống chi nữa? Tại anh chọn mà, anh chọn tỷ lệ mà cái nào cũng có cái tỷ lệ của nó hết. Anh có đá không? Trời, cho thử phải uống mát lạnh mới ngon chứ. Cái đá luôn bây giờ đá loại nào? Em có nhiều loại đá lắm. Thôi uống đá bình thường đi. Để khó khăn quá là khách bán có ly trà sữa cho anh mệt mỏi luôn á. Ê mặt cao nhận à. Tôi phát hiện nha, từ ngày sao? Bán trà sữa hay lanh lợi hơn nha. Lanh. Ủa bán mình hay bán cả gia đình vậy? Cả nhà. Trời ơi, nguyên nhà luôn. Là cái dòng họ cô ba bà mẹ con. Dòng họ rồi anh em lôi vô luôn. Có bữa nhà em bận em kêu bà tổ dân phố bán giùm em luôn.